Quỳnh búp bê Phương Oanh tiết lộ lý do hủy đám cưới với Trác Bình, hạnh phúc mang song thai. Sau khi hé lộ mang thai, thì Phương Oanh khiến nhiều người vui mừng hơn khi tiết lộ bản thân mang song thai. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ nguyên nhân cô và Trác Bình hoãn cưới. Hơn 3 tháng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại quê nhà cô dâu, Phương Oanh và Trác Bình hạnh phúc chuẩn bị lên chức bố mẹ khi nữ diễn viên Quỳnh búp bê thông báo mang thai còn đầu lòng. Song song đó, cặp đôi đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng 11 để báo tin vui với họ hàng và bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên mới đây, tiệc cưới này được hoãn lại để Phương Oanh tập trung dưỡng thai. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân hiện đang mang thai đôi và bị nghén nặng. Chính vì vậy, vợ chồng Phương Oanh quyết định sẽ hoãn lại tiệc cưới so với thời gian ấn định ban đầu là vào ngày 11 tháng 11. Trước đó, Phương Oanh đã đi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nhưng vì sức khỏe không cho phép, do thai nghén nên đành đợi sau khi sinh các con khỏe mạnh mới chính thức tổ chức tiệc cưới. Diễn viên Phương Oanh hiện đã bước sang tháng thứ 3 của thai kỳ. Cô vật vã vì những cơn ốm nghén nặng, thèm đồ chua. Để giữ sức khỏe khi bầu bí, nên Phương Oanh hạn chế gặp gỡ bạn bè, chỉ nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thai. Dù mệt mỏi vì ốm nghén, nhưng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi đi khám, bác sĩ nói con vẫn khỏe. Dù vật vã với những cơn nghén dai dẳng, nhưng mỗi lần đi kiểm tra nghe bác sĩ nói, tốt lắm, rất tốt, làm mọi mệt mỏi như tan biến hết. Vậy mới nói, chỉ cần em khỏe thôi, mệt mấy mẹ cũng chịu được. Các mâm nhỉ, diễn viên Phương Oanh chia sẻ. Chuyện tình cảm giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Trác Bình có lẽ là đề tài được dư luận quan tâm suốt cả gần một năm qua. Bên cạnh việc lên án Phương Oanh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, thì những hình ảnh thể hiện sự thái quá, sự thả thính qua lại nhau trên mạng xã hội đôi khi khiến cư dân mạng khó chịu ra mặt. Sau một năm bên nhau, với biết bao lùm xùm đấu tố của những người trong cuộc hay những lời chỉ trích, gièm pha của dư luận, thì tối 9 tháng 5, Trác Bình đã chính thức hé lộ anh và vợ cũ Đào Lan Hương đã hoàn thành xong mọi thủ tục ly hôn. Từ giờ trở về sau, anh chính là trai độc thân, có thể thoải mái yêu đương với Phương Oanh mà không cần để ý, dè chừng mọi sự dòm ngó của bất kỳ ai. Vâng, sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay, tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản, bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông. Vị cá mập quyền lực từng gây bao sóng gió chia sẻ. Sau khi phía Trác Bình thông báo chính thức trở thành trai độc thân, thì phía Phương Oanh lại không có bất kỳ phát ngôn nào về sự việc, mà thay vào đó, nữ diễn viên vẫn miệt mài công việc kinh doanh, livestream bán hàng để lộ sắc vóc hoàn hảo đến từng milimét. Cứ ngỡ rằng sau bao sóng gió, những lời gièm pha thị phi thì Phương Oanh sẽ chọn phương án im lặng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng mới đây, nữ diễn viên Quỳnh búp bê bất ngờ có động thái gây xôn xao dư luận. Theo đó, nữ diễn viên Phương Oanh bất ngờ khóc lóc, lên tiếng xin lỗi đến mọi người khi chuyện cô yêu Trác Bình trong giai đoạn vừa qua đã gây ồn ào. Tuy nhiên, bản thân của Phương Oanh cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng bản thân không phá vỡ hôn nhân người khác. Phương Oanh còn chia sẻ thêm rằng, bản thân cô mắc phải sai sót lớn nhất trong suốt thời gian qua, đó chính là thiếu hiểu biết và vô tư. Vì chính bản thân cô biết Trác Bình đang độc thân, hôn nhân đổ vỡ sau nhiều năm, đã đồng thuận ly hôn, cho nên Phương Oanh phủ nhận bản thân cô không phải là người thứ ba và cũng không xen vào hạnh phúc gia đình người khác.